ongoing thing. Phục hồi tóc hư tổn do uống, duỗi, nhuộm. Dầu gội xả gừng tinh chất hạ thủ Oleilaya. Thương hiệu Oleilaya là thương hiệu dầu gội cao cấp của các salon tại Đức. Giải pháp phục hồi tóc khô, tóc bị hư tổn cho hàng nghìn phụ nữ đang sử dụng. Các chuyên gia về tóc khuyên dùng. Hơn 230.000 người đã loại bỏ hư tổn có được mái tóc mơ ước. Rất nhiều người nổi tiếng tin dùng sản phẩm, cùng rất nhiều chia sẻ khác từ những người nổi tiếng, nữ doanh nhân và các bạn gái trẻ. Thành phần và công dụng vượt trội của Oleilaya: chiết xuất gừng tươi kích thích mọc tóc, giữ độ ẩm cho tóc, ức chế vi khuẩn trên da đầu. Chiết xuất hạ thủ ô, giúp đen mượt, nâng cao hoạt tính SOD, làm sạch nang tóc, hút dầu. Dầu Oliver, giảm gầu, khắc phục tình trạng gãy rụng, tăng độ bóng khỏe cho tóc. Hoa oải hương lavender, cải thiện tình trạng da đầu ngứa và kích ứng, kháng viêm tự nhiên. Protein Hydrolase, cung cấp dưỡng chất cho da, phục hồi nang tóc hư tổn. Cơ chế hoạt động thần kỳ khiến bạn phải ngạc nhiên. Hương liệu nhập khẩu Pháp từ nhà máy Givaudan. Dầu gội chứa 50% từ nước gừng, được bổ sung thêm 10% tinh dầu gừng già cũ, 20% tinh chất hạ thủ ô. Khi gội cảm thấy da đầu nóng ấm bởi tinh chất gừng tăng cường lượng máu lưu thông đến chân tóc. Tính nóng của gừng kích thích các nang tóc phát triển, kết hợp tính oxy hóa giúp tóc chắc khỏe và điều màu. Gừng và dầu trà sẽ làm sạch dầu trên tóc, sạch dầu và hết ngứa da đầu. Các thành phần thiên nhiên từ dầu ô liu, dầu dừa, dầu argan và thảo dược giúp tóc mềm mại và có sức sống hơn. Hạ thủ ô giúp làm sạch nang tóc, hút bớt dầu thừa. Dầu xả, bước không thể quên sau khi gội, giúp tóc mềm hơn, thơm hơn và quyến rũ hơn nhờ tinh dầu hoa trà, đem đến một cảm giác tột cùng của sự tròn đầy hương thơm tao nhã, ngất ngây. Tên gọi là tên mà đọc chuẩn của nó là Wellia, đại khá là đọc như thế, hơi méo mồm một tí, nghe nó hơi phức tạp một tí, phức tạp học một tí, nhưng mà rất là hiệu quả. Thế nó chia sẻ cho mình cái cặp dầu gội, đây là Wellia đây. Đây dầu gội và dầu xả đây, Hương đang cầm ở đây. Một bộ này có giá là... giá thì cũng không rẻ không đắt, vừa phải, hợp túi tiền, 750.000. Hàng này hàng nhập nhá, hàng nhập. Thì sau khi mà nó nói là nó muốn dùng cái dầu gội Wellia này, và đặc biệt cái dầu gội này hoàn toàn tự nhiên. Dầu này người ta gọi là dầu gừng nhá, dầu gừng. Nhìn thấy cả cái tép gừng ở phía trong cái dầu gội luôn. Và quan trọng là cái dầu gội nó không có hóa chất, không có silicon, không có hóa chất. Kích thích mọc tóc rất là nhanh. Nuôi dưỡng tóc, nuôi dưỡng để làm sao mà cái chân tóc mọc rất là nhanh. Nó thẩm thấu vào da tóc, nó thẩm thấu vào da đầu, nó làm cho cái kích thích cái việc mọc tóc rất là nhanh. Và khi mà em cái cô em mà cô sinh con xong cô dùng thì Hương thấy hiệu quả. Thì Hương tin ngay là bởi vì này, có nhiều người người ta chia sẻ các thể loại rồi. Thế nhưng mà vì là mình không mắt thấy tai nghe, mình không nhìn thấy nên mình không tin. Nhưng mà con bé đấy nó dùng thì mình thật sự mình tin, tại vì tóc nó rụng thật, nó mỏng thật. Thế sau khi nó dùng xong nó chia sẻ thì Hương cũng đầu tư một bộ. Nói thật là nó đầu tiên nó tặng một bộ, nó rất là quý, tặng một bộ. Thế sau khi mà dùng thêm hai bộ nữa là đến giờ phút này là được ba bộ rồi, là ba cặp dầu gội dầu xả của Wellayer, có giá là 750.000 một bộ. Thì thực sự là tóc mọc rất là nhanh. Đây nhìn lởm chởm tóc con rất là nhiều này. Tóc con nhiều vô cùng luôn này, kinh khủng tởm luôn, nhìn thấy không? Tóc con đấy này, này có tóc con nào nó dài lòng ngoằng ra như này không? Này lau đây đây, tóc đây. Nói bảo hơi quá, không hiểu là dầu gội nó có vào tóc, nó có vào lông mi không? Lông mi thì cũng mọc rất là nhanh. Hay cái gì nó tên là lông nó mọc nhanh thế? Đây mọi người nhìn này, này toàn tóc con thôi. Tóc con nhiều vô biên kinh khủng luôn này. Này tóc mai luôn này, nó mọc cả tóc mai. Đây hai bên tóc mai này. Đấy. Thì bây giờ đến là bộ này, bộ thứ 3 rồi. Thực sự là tóc rất là mềm, rất là mượt. Gội lần đầu tiên cảm nhận được ngay, tóc bóng khỏe đẹp, nuôi dưỡng từ bên trong, bổ sung collagen cho tóc. Đó, nuôi dưỡng tóc. Cái này là tóc là dầu gội gừng nhá. Dầu gội gừng, có cả bộ dầu gội và dầu xả của nó đây. Wellayer, hàng nhập. Hàng nhập nhá mọi người nhá. Đó. Mà không biết là mọi người thấy sao, mà các anh ấy có phải thích con gái tóc dài nhỉ? Thích con gái tóc dài, thích con gái kiểu dạng là tóc đẹp. Mà ví dụ mà đi đâu mà ngồi thề luôn là cái gội này xong mà mùi nó thơm như mùi nước hoa luôn. Mùi nước hoa luôn mà cứ bảo là hôm nay dùng nước hoa gì lạ thế, mà có phải khổ phải nước hoa đâu. Đây là mùi dầu gội đầu. Dầu gội đầu thơm như mùi nước hoa, như mùi nước hoa Pháp ấy. Đấy, mùi như mùi nước hoa Pháp nhưng rất là nhẹ, rất là dịu. Ở bên trong cái dầu gội nó có những cái tép gừng, thì người ta gọi là dầu gội gừng Wellayer. Không có silicone, không có chất bảo quản, 100% là thiên nhiên. Nhìn thấy cả tép gừng ở trong cái dầu gội luôn.
thực sự là rất là tốt, rất là thích. Thì mọi người sử dụng đi, cái này thì Hương không chia sẻ được nhiều. Hương nghĩ là mình phải sử dụng thì mình mới cảm nhận được là nó tốt như thế nào. Vi Hoa, Anna Dũng, Chu Lương, Phan Ngọc, Linh Đan, Hương vẫn nhìn đây. Tóc dài và đen nữa, đúng rồi em ạ. Để mua hàng chính hãng, mời bạn bấm vào link màu xanh để dưới phần bình luận hoặc mô tả video để lại họ, tên, số điện thoại và chọn combo bạn muốn mua. Cảm ơn bạn đã xem video.